Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Nếu như các bạn là một người yêu thích đồng hồ thì chắc chắn không thể không biết thương hiệu Richard Mille rất nổi tiếng. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu vì sao những chiếc đồng hồ của Richard Mille lại đắt đỏ đến như vậy. Một chiếc đồng hồ rẻ tiền của Richard Mille cũng đã có mức giá 80.000 USD, một con số khổng lồ với nhiều người. Trong những năm gần đây, cái tên nổi bật nhất trong giới đồng hồ cao cấp chắc chắn không phải là thương hiệu nào khác ngoài Richard Mille. Một chiếc đồng hồ rẻ tiền nhất của họ cũng có mức giá khoảng 80.000 USD. Và trong một năm, họ còn cho ra mắt một vài mẫu đồng hồ với mức giá triệu đô nữa. Vậy câu hỏi ở đây là, tại sao những chiếc đồng hồ của Richard Mille lại đắt đỏ đến như vậy? Có thật là những chiếc đồng hồ của Richard Mille thực sự có giá trị cao đến như vậy? Hay có những yếu tố khác cho phép thương hiệu này đặt mức giá khổng lồ cho những chiếc đồng hồ của họ? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng phân tích một cách chi tiết về giá trị của đồng hồ Richard Mille. Không ai khác, chính Richard Mille là một mảnh chìa khóa thành công của thương hiệu mang tên ông. Trước hết, chúng ta nên nói qua một chút về tiểu sử của người đàn ông tài ba này. Richard Mille bắt đầu công việc trong ngành đồng hồ vào khoảng những năm 1970, khi cuộc khủng hoảng đồng hồ khuất đang khiến những thương hiệu Thụy Sĩ phải lao đao. Ông làm cho một công ty mà sau này đã bị Seiko mua lại. Lúc đó, Seiko không chỉ là kẻ thù chung của ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ, mà còn là một gã khổng lồ đang điên cuồng thâu tóm những công ty nhỏ hơn. Vào thời điểm đó, Richard Mille không chỉ có được kiến thức về ngành công nghiệp đồng hồ, ông còn có được tinh thần tiên phong trong sáng tạo. Vào đầu những năm 1990, ông làm việc cho một công ty đồng hồ tại Pháp, Mabuchan, và gần một thập kỷ sau, vào năm 2001, ông đã cho ra mắt chiếc đồng hồ mang nhãn hiệu Richard Mille đầu tiên. Richard Mille hiểu rõ sự quan trọng của hình ảnh công ty, về tính độc nhất của những chiếc đồng hồ. Ông hiểu rằng những sản phẩm cao cấp phải có mức giá cao. Người có tiền mua sản phẩm không đơn thuần chỉ bởi nó tốt, mà còn bởi sản phẩm đó thể hiện được sự giàu có của người mua. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến cho giá của đồng hồ Richard Mille cực kỳ đắt đỏ. Tất nhiên, nếu một thương hiệu chỉ có được vỏ ngoài hoành tráng thì thương hiệu đó sẽ nhanh chóng bị rơi vào quyền lãng. Richard Mille hiểu được điều này và ông cũng đã tạo ra chất riêng cho thương hiệu, khiến những khách hàng đã mua sản phẩm của ông tiếp tục quay trở lại. Vốn là một người rất mê xe hơi, ông quyết định học theo cách mà những hãng xe hơi sản xuất những mẫu ô tô thể thao cao cấp, không quan tâm tới giá thành mà sử dụng những công nghệ hiện đại nhất để tăng hiệu năng cho sản phẩm. Hiệu năng của ô tô thì chúng ta có thể thấy rõ được ngay, nhưng hiệu năng của đồng hồ thì không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà Richard Mille hiểu được cái tinh thần và hướng đi của thương hiệu. Vấn đề đầu tiên mà chúng ta cần nhắc đến đó chính là giá trị không nhất thiết ảnh hưởng tới giá thành. Trước khi mua một món hàng thì các bạn thường hỏi câu gì? Tôi có thể khẳng định luôn với các bạn câu hỏi thường xuyên nhất là nó có đáng tiền không? Vậy những nguyên liệu làm nên chiếc đồng hồ Richard Mille giá vài trăm ngàn đô có đáng từng đó tiền hay không? Câu hỏi này nhiều người đã trả lời rồi, nếu chỉ tính tiền nguyên vật liệu thì không một mẫu đồng hồ nào xứng đáng với giá tiền cả. Tôi nói điều này không mang tính chất hạ thấp những chiếc đồng hồ Richard Mille, bạn nên hiểu rằng có nhiều thứ khác còn quan trọng hơn vật liệu chế tác. Điều tiếp theo mà chúng ta cần lưu ý tới đó chính là câu lạc bộ những người sở hữu đồng hồ Richard Mille. Một trong những yếu tố khiến đồng hồ Richard Mille trở nên đắt đỏ đến như vậy đó chính là tính độc nhất hay sự cố gắng của thương hiệu để tạo ra cái tính độc nhất. Mức giá cao cũng là một cách tránh cho những người chủ không xứng đáng có thể sở hữu được Richard Mille. Tôi đánh giá đây là một đòn tâm lý khá thông minh. Đồng hồ cũng là một phụ kiện giúp nói lên địa vị của một người. Đó cũng là lý do đồng hồ có nhiều tầm giá. Omega thì khác tầm giá của Rolex và tất nhiên Rolex cũng khác tầm giá của Patek Philippe. Với Richard Mille, họ xác định đồng hồ của mình sẽ ở tầm giá nào và họ không có ý định giảm giá để bán được nhiều hàng hơn. Mặc dù Richard Mille có thể đưa ra vài khuyến mại với khách quen, nhưng họ quyết định không làm như vậy. Nếu ông có tiền, ông có thể mua. Còn nếu ông chưa đủ tiền, hãy mua của hãng khác. Nghe có vẻ tiêu cực nhưng đây là cách giữ giá trị thương hiệu rất hiệu quả. Thêm một lý do nữa là bạn không thể có chất lượng như thế này với mức giá thấp hơn. Rất đơn giản, trên thị trường không có một thương hiệu đồng hồ nào tương đương với thương hiệu Richard Mille. Tôi không chỉ nói tới thiết kế mà tôi còn nói tới chất liệu và việc chế tác. Kể cả bạn soi kỹ chiếc đồng hồ Richard Mille bằng kính lúp, bạn cũng không thể thấy được một lỗ nhỏ nào. Trong những mẫu đồng hồ hiện đại, chúng ta phải khẳng định rằng Richard Mille là số 1 về độ hoàn thiện. Tại sao chiếc đồng hồ của Richard Mille vẫn được mọi người mua dù có mức giá nửa triệu đô? Đơn giản vì dưới mức giá đó không có chiếc đồng hồ nào có chất lượng như vậy. Cuối cùng, Richard Mille rất biết cách thu hút sự chú ý của cộng đồng. Chúng ta cũng đã biết đến mối quan hệ giữa Richard Mille và Rafael Nadal. Nếu như Roger Federer trong lúc ăn mừng chiến thắng phải chạy vội vào trong để đeo chiếc Rolex riêng tí Batman, thì Nadal lại đeo chiếc Richard Mille trong suốt cả trận đấu chuyên nghiệp. Đó chính là tài năng của Richard Mille.
ít đai có thể khiến một vận động viên chuyên nghiệp đeo một món phụ kiện không thực sự cần thiết, thậm chí nó còn làm ảnh hưởng tới phong độ thi đấu của anh ta. Không chỉ là người quảng bá thương hiệu, những vận động viên nổi tiếng còn đóng vai trò thử nghiệm cho những tính năng mới của Richard Mille. Rafael Nadal là một ví dụ, chúng ta còn có thêm Alan Prost với chiếc OM7001. Tất cả những nhân vật nổi tiếng đó đã tạo một ánh hào quang cho chiếc đồng hồ Richard Mille, khiến mức giá khổng lồ đó dễ được chấp nhận hơn. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu lý do đắt đỏ của những chiếc đồng hồ Richard Mille. Và đến đây thì cũng là lúc kết thúc video. Nếu như các bạn thích video này thì đừng quên like và subscribe kênh Gia Bảo Luxury để cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.